Xin chào, sau một ngày tập luyện và đến Việt Nam thì ông có thể cho biết cái tình hình lực lượng của mình cũng như là sau cái buổi tập đầu tiên vào chiều hôm qua. So the good question is for Nico. So could you share some information about the condition of the team after one day arrival to Vietnam, especially after training yesterday? The condition of the team. First of all, thank you so much for inviting us and such a good competition. Yesterday we arrived in Vietnam. Our boys are quite fresh. We are looking forward to play the good teams against Vietnam. Cái lời của huấn luyện trưởng và đội Singapore đến Việt Nam vào ngày hôm qua và chúng con đã có buổi tập đầu tiên và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và chúng con đang sẵn sàng cho trận đấu và cho giải đấu này. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Vâng, xin mời các trận. Trong mắt ông thì ông đã nghiên cứu gì về tuyển Việt Nam xưa và đánh giá tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại là như thế nào? Và theo ông thì cái đồng nghiệp So could you share some thoughts about Vietnam, what you know about the Vietnam national team at the moment, and your thoughts about the Vietnamese national team head coach, Mr. Park Hang-seo? In terms of Vietnam players, they are very aggressive. They are still young, but they have good ability. Về đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Việt Nam có đội này có nhiều cầu thủ trẻ và họ chơi bóng rất là nhiều nhiệt huyết và đội Việt Nam cũng bóng mạnh. And the thoughts about the head coach of the Vietnam national team. He's like very motivated and he can make a put in a good discipline for the team. Huấn luyện viên trưởng của đội Việt Nam là một người có khả năng truyền động lực cho các cầu thủ rất tốt và nguồn cảm hứng cho cả đội bóng. Singapore national team will be in the same group with Vietnam during the AFF championship. So, would you worry to, you know, to show your best for the game tomorrow? The team competing in the tournament 2 years ago.
basically, I think the same philosophy as the head coach we use to be with. So as of now, I think the players will listen to the instruction of the new head coach, and of course, the players will get well, train hard with the coach. And of course, when we're facing any other teams, we will give 100% for the match. Khi đội thành phố Chelsea World được tiếp nhận bởi huấn luyện viên mới thì chúng tôi huấn luyện viên mới vẫn tiếp tục với cái triết lý mà chúng tôi đã thực hiện trước đó, và tất cả các cầu thủ đều đang theo sát những cái hướng dẫn của huấn luyện viên, và tất nhiên là tất cả cầu thủ đều tập luyện rất là năng sai và chăm chỉ và sẽ chiến đấu với sức mình trong mọi trận đấu và với đội tuyển của mình. Questions for the head coach, because for the FA Cup, for the next FA Cup, there's a possibility that you will like your star, the player Song Ruyong. So how it could affect the team for the next tournament? Questions for the player. So, what do you know about the Vietnamese national team players, and which player are you impressed about the most? And the Vietnamese player Quang Hải, he just come back from Europe yesterday. And what do you know about him and your impression about him? Number 19. Great opportunity to play against one of Asian powerhouses like Vietnam. I know it's not going to be an easy game, but furthermore we are playing away. But I think from training yesterday, I think I can see that our boys give their effort, and of course we are ready for the games against Vietnam. And about the player Quang Hải, I think he's a very good player. His mobility, it's all good. So. Of course, we have a tactical to, to play with our own style, and of course, we should be aware that he's a one quality player. But despite all that, I think we're gonna put a good show against them. Thực sự thì trận đấu ngày mai thì chúng tôi sẽ có cơ hội chạm trán với một trong những đội tuyển mạnh nhất ở châu Á hiện tại. Và trong buổi tập ngày hôm qua thì tất cả các bộ của chúng tôi đã thể hiện được sự cố gắng tối đa để sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Và trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn và với một đối thủ mạnh. Riêng về Quang Hải thì đây là một bộ rất giỏi, và anh ta có khả năng cơ động rất cao, và ngày mai thì chúng tôi sẽ có những cái phương án về mặt chiến thuật và thi đấu với đối chơi của mình để đảm bảo được sự thể hiện tốt nhất. Ấn tượng gì về cầu thủ này không? Và dạ.
questions for the head coach. And he is aware the head coach was the coach of Vito Holyhock in Japan in 2017 when there was a Vietnamese player Kong Phu. So what is his impression about this player? I guess at that moment he was very tough situation, but he always positive thinking. He improved a lot and a lot and a lot. I'm happy to see that his improvement, his good performing. I'm really, really happy to see that. That is, I'm looking forward to see him on the pitch tomorrow. Nhớ lại lúc mà Quang Hải mới sang Nhật Bản ở thời điểm đó thì cậu ta là một cậu rất trẻ và mặc dù còn phải thích ứng với nhiều thứ nhưng mà anh ta luôn thể hiện được cái suy nghĩ rất là tích cực và điều này đã giúp cho anh ta tiến bộ rất nhiều và con rất vui vì từ đó trở đi thì Công Phượng đã thể hiện được rất nhiều, thể hiện được rất nhiều sự tiến bộ và con đang trông chờ để có thể gặp lại Công Phượng trên sân trong trận đấu ngày mai. Mời các bạn tiếp theo. Nếu chúng ta không có thêm câu hỏi nào nữa thì chúng tôi xin phép kết thúc.